Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái mạch giảm áp đơn giản dùng con diode này 4007. Để làm thì mình sẽ hàn nối tiếp các cái con diode này với nhau. Phải chú ý chiều nhé. Con diode đây là con diode, dòng điện nó sẽ chạy từ cho một chiều, cho một chiều từ đen sang trắng, đây là, từ cái phần đen sang phần trắng, ngược nó sẽ không chạy, dương âm nó sẽ chạy theo chiều. Mình sẽ hàn lại. Và con đĩa đầu tiên 11,79 V, đây thực hiện cũng đang là 12,24, 11,79, 0,0 sụt mất 0,6 V, đây cứ qua một con nó sẽ sụt mất 0,6 V. Sáu V các bạn nhé. Có bao nhiêu con? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 con. 13 con diode nó giảm còn 6,6 V. Đây, còn một tơ. Không qua này. Phải rất nhanh nhỉ. Còn một con, ba con, bốn con, giảm